Một tấm nhựa cũ trải đài xuống nền đất, trên phơi nhúm hạt giống dành cho vụ mùa sau, mặc cho gió bụi tạt ngang thổi dọc. Một cháy bếp thoang thoảng mùi chó mèo, lờ mờ ánh sáng. Vương vãi trên khoảng sân đầy cỏ dại là những dụng cụ làm nông, những vật dùng ít xài tới nằm chổng chơ buồn. Đây là những hình ảnh tôi tình cờ bắt gặp được ở Weymouth mà trong chuyến công tác xuôi về tận miền cực Nam Hoa Kỳ, tiểu bang Florida, để ngỡ ngàng, để xao xuyến, để nhớ ơi là nhớ hình ảnh của ông nông dân, của một miền quê, của một vùng thôn dã ngày nào ngỡ chỉ còn trong ký ức. Chất dân dã đậm nét Việt đầu tiên mà tôi nhìn thấy trên đất Mỹ này là từ ông Mười Nguyễn, một nông dân trồng rau ở Weymouth, Florida, sang Mỹ năm 1989 do con cái bảo lãnh. Nhìn ông Mười, đầu đội nón lá, chân mang ủn, áo bạc màu cài mang sết, che nắng gió, bao tay gọn gàng, bước ra khỏi chiếc máy cày với nụ cười tươi nguyên. Thật khó mà đoán được ông đã ở tuổi ngoài 75. Ông kể, trước năm 1975, ông đi nghĩa quân ở miền Trung, tỉnh Khánh Hòa, rồi làm ủy ban xã. Đến 75 thì thôi. Chú Mười làm ở đây bao nhiêu lâu rồi? Chú làm em có chục năm rồi chứ. Yeah. Mà hồi đó là chú có ở Việt Nam, chú có trồng rau rồi như vậy không? Hồi xưa thì Việt Nam cũng có trồng mà trồng nhỏ nhỏ thôi. Chứ không có đó đâu có mà diện tích đâu mà lớn mà trồng như vậy. Yeah. Rồi qua đây rồi, chú đi qua đây là từ hồi nào? Chú đi qua năm 89. 89. Rồi qua đây rồi có nghĩ đi làm nông như vậy nữa không? Hồi đầu tiên thì qua ở mình North Carolina đi làm hãng chứ. Dạ. Yeah. Đi làm hãng cho đến đi qua năm 89, đi làm hãng miết cho đến năm 2001 qua 911 á. Dạ. Rồi nó rớt xuống cái rồi bắt đầu mình lỡ cỡ 62 tuổi á. Dạ. Lỡ cỡ họ cho nghỉ hưu luôn. Rồi cái sau là đi làm nghỉ hưu đây. Xong rồi xuống cái này làm nông này luôn. Rồi chú ở đây có một mình thôi hả? Ở mình với nhà kìa. Rồi có vợ con chú ở đây không? Gia đình ở trên North Carolina chứ. Rồi bao lâu chú về thăm nhà một lần? Có dịp gì thì về, còn không có thì ở thôi, có năm mới về lần. Rồi ở đây một mình như vậy thôi, buồn không? Cũng buồn chứ mà quen rồi, chứ có mấy người làm farm bên cạnh nè. Dạ. Farm bên cạnh nè. Farm bên cạnh đó rồi, cái mình đi qua đó mình nói chuyện với người ta. Qua nói chuyện, chứ đây có hai nhà thôi, một nhà đây, nhà đó hai cái. Rồi xong, làm xong mỗi ngày như vậy rồi, có cái giải trí là gì, có coi phim hay là nghe cải lương hay là đi nhậu không? Không có cái đó. Chứ sau khi mà làm xong này thì chú nghỉ ngơi làm sao? Chỉ tới vô nhà làm nghỉ là nấu cơm ăn, rồi xong nấu cơm ăn xong cái rồi coi thời tiết rồi chút cái ngủ, đâu có thời gian đâu. Tự chú nấu cơm ăn luôn? Đúng rồi, mình tự nấu luôn. Rồi đi chợ ở đây xa không? Chợ ở đây nếu đi chợ Mỹ thì gần, vô qua Walmart kia thì cỡ chừng 7-8 phút thôi. Yeah. Còn nếu mà đi chợ Việt Nam thì xa đó, đi qua Sâm Bí á, thì đây qua Sâm Bí thì khoảng chừng lấy hồi tiếng rưỡi á, chợ Việt Nam á. Những tháng gần cuối năm, chưa đến 7 giờ tối mà bóng đêm đã phủ trọn vẹn không gian nơi đây, vắng vẻ và yên ắng đến lạ. Trong ngôi nhà cũ kỹ, như thiếu bàn tay chăm sóc, bề bộn những thứ chủ nhà cứ ngại vứt bỏ, nên chất nơi này một chút, để nơi kia một chút. Ông Mười nói như phân bua bằng giọng hiền khô. Suốt ngày ở ngoài vườn, chiều tối mới vô nhà ăn cơm rồi ngủ, nên nhà cửa không chu đáo lắm. Dù vậy, ông cũng không quên mời, cháu ở lại ăn cơm, chú nấu. Dù không muốn ăn cơm, tôi vẫn muốn ở lại để được nghe người nông dân già kể chuyện làm nông trên xứ Mỹ. Mỗi ngày của ông bắt đầu khi trời hừng sáng, thức dậy tập thể dục, ngày nào cũng tập hít thở, rồi ăn sáng và bắt đầu ra vườn, không cày xới thì trải bao, không đi đường ống tưới tiêu thì xăm lỗ gieo hạt, phun thuốc trừ sâu. Cuối tuần thì cắt rau cho vào thùng để xe nhận hàng đến lấy. Trên mảnh đất vườn có diện tích 10 mẫu tây, chỉ có ông cùng với một người thanh niên gốc Hispanic phụ giúp. Lúi húi ngoài vườn cho đến khi tối mịt mới vô nhà, nghỉ ngơi, cầm củi nấu cơm rồi lại lủi thủi ăn.
bữa cơm đạm bạc, đôi khi chỉ có bầu bí hay rau răng luộc chấm với tương chao, rồi cũng qua bữa. Sống vậy buồn không? Lúc đầu cũng buồn, nhưng riết quen. Vậy chú trò chuyện với ai? Tôi lại tò mò. Hầu như không nói với ai, có mấy người làm nông trại bên cạnh, thỉnh thoảng mới qua nói chuyện với họ. Mỗi ngày chỉ có nói dăm ba câu với thằng Mễ làm chung, có khi cũng chẳng nói. Rồi ở đây có sợ ma không chú? Mình đâu có thấy ma đâu, mình biết con ma sao mình sợ. Ở mình vậy rồi tối không nghe có ẩn ương rồi có... Ồ đó, ồ cái đó thôi làm gì cho hết, là heo, là nai, là... thiếu gì thứ đó làm gì cho hết, rồi chim cú rồi này nọ ở chỗ này mà làm gì thiếu thứ đó. Và chú nghe chú không sợ hả? Mình quen rồi mình không sợ gì đó. Không sợ gì hết, lúc đầu có sợ không? Lúc đầu thì cũng sợ thiệt. Lúc sợ làm sao chạy vô nhà chụp mình hả? Chạy vô nhà rồi sau lâu từ từ mình vô mình quen rồi mình thấy nó rồi mình quen. Rồi sống ở cái nơi mà nó vắng như 10 mẫu như vậy, có một mình rồi lỡ khi có bệnh hoạn hoặc là mình có gặp cái gì rồi buổi tối hoặc là có cái chuyện gì xảy ra rồi mình kêu ai? Cái đó thì mình không biết kêu ai, nhưng mà rồi mình cũng cầu bình an thôi. Còn ở đây nó thẳng ra chỉ có một cái nhà của chú ở với cái nhà bên đây, hai cái nhà thôi à, gần nhất á, còn bao nhiêu thì xa lắm. Ông Mười bảo nói ngay ra thì mình cũng thích ngày này, làm gì cũng làm một mình, không phải cạnh tranh, không bon chen va chạm với ai, chỉ cần thấy rau cỏ lên là thấy vui rồi. Nghe tôi hỏi, so với thời gian làm hãng, mười mấy năm làm vườn, chú thấy cái nào thích hơn? Ông cười hiền lành, đi làm vườn thời gian thoải mái hơn, đi làm hãng thì đâu ra đó, lương bên làm vườn cũng được gấp đôi đi làm hãng. Nhưng làm nông thì thứ bảy, chủ nhật, lễ lạc còn làm nhiều hơn ngày thường để chuẩn bị rau. Nhà mobile home của chủ cho ở, ăn uống thì rau có sẵn, tôi cũng ít ăn thịt, tiền làm ra gửi về phụ vợ con trả tiền nhà. Niềm vui là với cây cỏ, vậy thôi. Nhìn mênh mông đất trời, những thửa đất vừa cày, những lúa rau vừa thu hoạch, những hàng mướp trổ đầy hoa đầy trái. Xa xa, những ngôi nhà greenhouse đang được chuẩn bị cho cây trồng mùa đông. Tôi vừa cảm nhận được cái thoáng đãng, tĩnh lặng, bình yên của miền thôn giả, vừa lại nhớ ầm ầm tiếng xe chạy, tiếng chuyện trò ríu rít, nhớ những đêm nhạt nhẽo tưng bừng nơi phố thị. Thôi, mai tôi đi về, không muốn làm người nông dân, dù sự trong lành nơi miền quê này vẫn được giữ hoài trong ký ức.